Kẹo này hơi dai hả? Chị mua chung cái kẹo dai quá ăn nổi hả? Mềm à. Đây đây đây. Từ từ, ăn từ từ thôi. Nè con. Đấy, ăn từ từ thôi nha. Hai đứa ngồi ăn đi. Không đánh nhau nha, không giành nhau nhiều lắm. Ăn đi. Ngon quá phải không? Ngon con. Này ăn đi. Ngon quá. Ăn đi, tí này chị tặng cho em luôn nha. Đây đây, chị lột cho, ngồi xuống, ngồi xuống. Kem ngồi xuống ăn đàng hoàng. Không được nghịch như vậy. Đây. Chị ăn cho hết đi, rồi chị mới lột nữa. Tim bóc đi chị về đây nha. Tim bóc lên đi cho chị, bóc lên đi cho chị lột. Đi cho chị lột cho. Không lột được mà. Chị lột cho. Kem không lột được thì kem vẫn dành lột các bạn. Dành hết bên này tới bên kia luôn. Siro ngoan vậy hả? Siro ăn giỏi quá. Thấy không? Thấy Siro ăn từ từ không? Kem tham ăn quá. Kem lột được kẹo rồi mọi người. Đưa đây chị giúp. Đưa đây chị giúp. Không cần chị giúp luôn, tự lột luôn. Tự lột kẹo luôn, không cần chị giúp. Ngon quá. Đưa đây chị lột cho con. Chị lột cho. Xin không cần. Kem không cần chị giúp cũng đỡ hả? Đây, chị lột rồi đây. Này. Chị lột rồi. Trời ơi, Siro ăn giỏi vậy. Ăn từ từ vậy hả? Kem tham ăn quá. Đấy, một viên cầm trong tay. Bây giờ lột thêm một viên nữa. Kim đi đâu đấy? Kim ơi! Kim ơi, tôi đây, Kim tôi lại. Ôi trời ơi, nhảy xuống luôn. Anh kẹo này đi, nè. Lột đi. Lột cho đây. Ui trời ơi nó nhảy. Ông trời ơi, trời ơi nó lên ghế xong nó nhảy xuống. Mệt ngợm quá. Không dành của Siro. Đó là nó dành của người ta. Ở đây để chị lột cho. Thôi thôi chị lột cho Siro nha. Đây chị lột nè. Đây chị lột cho Siro nè. Đây. Kẹt không gian mà nhập chưa đấy đấy các bạn thấy chưa.